Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở trong cái video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách đầu tiên chúng ta có thể sử dụng để chúng ta xử lý sự kiện trong cái thằng Data Binding, và cái cách đó có tên là Method Reference, tức là chúng ta tham chiếu đến phương thức, đúng không? Nếu như bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể vào trong cái phần danh sách phát View Binding và Data Binding của mình để theo dõi lại nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng, đó chính là cái thằng Listener Binding. Tức là chúng ta sẽ liên kết sự kiện này, đúng không? Rồi, đây bây giờ các bạn thấy rằng ở trong cái video trước ấy, chúng ta đây, các bạn quay trở lại cho mình cái source code của cái video trước. Ở đây chúng ta đang sử dụng cái thằng method reference, thì nếu như mà cái hàm mà các bạn muốn gán vào một cái bottom mà nó có một cái tham số như thế này thì cái thằng method reference nó đang báo lỗi, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách thứ hai. Đây. Cách thứ hai, đúng không? Thì các bạn thấy rằng cái tham số truyền vào ở đây thì nó có thể là không tham số. Tham số truyền vào nó là một kiểu dữ liệu, ví dụ như là string, int hoặc là boolean, đúng chưa? Thứ hai, tham số truyền vào nó sẽ phức tạp hơn, nó có thể là một object nào đấy. Đó thì mình sẽ demo cho các bạn lần lượt từng cái trường hợp một. Trường hợp đầu tiên đó là trường hợp mà không tham số. Đây, các bạn quay trở lại cho mình cái thằng này. Đây. Cái trường hợp đầu tiên, ví dụ như mình có một cái hàm mà show log message này, bây giờ mình không tham số, đây mình sẽ xóa đi. Đó, thì nếu như mà chúng ta sử dụng cái thằng listener binding thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách nào? Đây các bạn thấy này, cái cú pháp của nó sẽ là A còng mở ngoặc nhọn, đúng không? Sau đó các bạn thấy rằng nó có một cặp ngoặc đơn ở đây, sau đó một mũi tên và sẽ đến cái hàm. Và cái hàm này thì các bạn thấy rằng chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chuyển cái tham số vào đây, đúng không? Đó, rồi đây thì lần lượt, đúng không? Chúng ta sẽ thử, đây chúng ta sẽ thử không tham số trước. Đây, không tham số là mình sẽ viết ở trong cái hàm show log message này. Thì đây các bạn quay trở lại cho mình thằng này, nó sẽ báo đỏ, đúng không? Đây, chúng ta không sử dụng cái cách một nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cách thứ hai, A còng này, ngoặc nhọn này, ngoặc tròn này, đúng không? Như thế này, rồi main view model chấm đây show log message, đúng không? Đó, các bạn thấy rằng khi mà các bạn viết biểu thức đúng thì thứ nhất rằng cái text của cái biểu thức nó sẽ chuyển sang màu đen. Thứ hai, các bạn kiểm tra lại bằng cách là các bạn giữ control, các bạn click vào đây, đấy, nó sẽ, các bạn ấn vào đây thì nếu như các bạn khai báo đúng thì nó sẽ chỉ đúng đến cái hàm mà các bạn gán biểu thức. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy lên xem cái trường hợp đầu tiên, đó là chúng ta xử lý sự kiện với một cái hàm mà không tham số, xem nó có hoạt động hay không. Ok, vậy là nó đã build xong, đúng không? Đây các bạn sẽ bật log lên cho mình này. Đây các bạn sẽ click. Đây mình sẽ click này. Đó. Đúng không? Nó đã log ra cái dòng chữ team coder Android Java. Vậy là chúng ta đã sử dụng thành công cái cách thứ hai có tên là listener binding để chúng ta xử lý sự kiện cho bottom, đúng không? Và cái cú pháp đây các bạn thấy này, như thế này, được chưa? Rồi bây giờ sẽ là đến cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai nó là cái trường hợp mà các bạn thấy rằng khi mà không có tham số như thế này, đúng không, thì các bạn không cần phải có một cái thằng view giống như cái thằng trước, đúng không? Thằng trước các bạn thấy này, đúng không? Thằng trước các bạn thấy đây, mặc dù là cái hàm này này, đúng chưa? Chúng ta có thể chúng ta không sử dụng cái thằng view này để làm gì cả, nhưng các bạn phải có một cái thằng view như thế này thì các bạn mới sử dụng cái cách này được. Còn đây thì các bạn sẽ không cần. Đây, chúng ta không cần, đúng không? Hàm không tham số hoàn toàn như thế này luôn, đúng chưa? Ok, rồi. Thế bây giờ giả sử như các bạn, đây mình sẽ, đây mình có một cái hàm thứ hai rồi, đúng chưa? Đây đầu tiên là mình sẽ xóa cái thằng view ấy đi nhá. Đây cái hàm của mình nó đơn giản, nó chỉ có một tham số, đó là string. Thì thay vì là mình sẽ log ra một cái string được fix như thế này thì mình sẽ log ra cái thằng message truyền tham số vào trong cái hàm này. Đó. Đây. Như thế này. Đúng chưa? Đây những cái hàm này thì các bạn có thể gặp rất nhiều trong những cái project thực tế. Thì các bạn sẽ gọi cái hàm này bằng cách nào? Đây các bạn thử vào trong này. Đúng chưa? Các bạn gọi hai. Đó. Thì các bạn thấy rằng khi mà các bạn gọi hai như thế này,
đúng không? Mặc dù cái hàm này này nó cần truyền tham số, nhưng trong cái file XML này này nó không, chúng ta chưa truyền tham số vào đây nhưng nó cũng không báo lỗi. Thì đây thì nó là một cái khác biệt giữa hai cái cách này. Cái cách đầu tiên là cái method reference ấy, nếu như mà các bạn khai báo sai một phát là nó báo lỗi luôn. Đúng không? Để chúng ta biết rằng là chúng ta đang khai báo sai. Nhưng cái thằng này các bạn khai báo sai thì nó không báo lỗi, nhưng nếu như các bạn build lên thì chắc chắn là nó sẽ lỗi. Đó, các bạn để cho mình hai cách nhé. Thì đây, thằng này thì chúng ta sẽ phải cần truyền một cái tham số string vào, đúng không? Tham số string thì đây mình sẽ lấy chính cái name của cái thằng main view model mình truyền vào luôn, bởi vì nó đang là dạng string, đúng chưa? Đây, main view model chấm name. Đó. Ok. Rồi, thì bây giờ cái thằng name này thì mình sẽ xem rằng là chúng ta đã khởi tạo hay chưa. Đây thằng name này thì đây chúng ta đã có một cái hàm constructor cho cái thằng main view model, và chúng ta truyền tham số name vào đây rồi. Đây các bạn kiểm tra cho mình. Đây này. Đúng không? Đây cái name ở đây thì chúng ta đang để là team coder Java. Đây mình sẽ thay đổi cái text này đi một chút. Đây ví dụ như là ZE message đi. Ok, đó. Đây chúng ta đã gán gán thằng nào đây, show log message 2 đi rồi đó, nó sẽ log ra cái message mà các bạn truyền tham số vào đây, và tham cái message đấy chính là cái thằng name của cái thằng main view model, và giá trị của nó là như thế này đấy. Chúng ta sẽ thử demo đúng không? Đây mình, các bạn đợi mình một chút, mình build build lên xem nó có hoạt động hay không. Bây giờ thì chúng ta đây, các bạn nên nhớ rằng chúng ta đang gọi đến một cái hàm và nó có một cái tham số ở đây, đúng chưa? Rồi ok, đây các bạn mở lock lên cho mình. Đây các bạn click vào button đó, ZE message đó, vậy là nó hoàn toàn hoạt động với lại cái thằng tham số string mà chúng ta truyền vào. Ok rồi, bây giờ là đến cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba bây giờ thì mình sẽ viết một cái hàm mới đi để cho các bạn phân biệt, đúng không? Bây giờ trường hợp thứ ba, ví dụ như là mình đặt tên hàm đó là show log message 3. Ok rồi, thì ngoài tham số string message như thế này thì mình sẽ có một cái tham số nữa, đây ví dụ như là view như thế này đó. Thì đây các bạn có thể lên trang chủ Android Developer, đúng không? Đây ví dụ như chúng ta có một cái hàm như thế này chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có một tham số view và chúng ta có một cái tham số khác nữa. Thì đây các bạn thấy rằng cái cú pháp ở đây nó sẽ thay đổi, đúng không? Thì trong cái ngoặc đơn, đây là trong cái ngoặc đơn này này. Trong cái ngoặc đơn này này, chúng ta sẽ truyền cái thằng thằng view vào trong này, đồng thời ở trong cái này, thằng này nữa, đúng không? Đây nó đã hướng dẫn chúng ta rồi. Đó. Đây mình sẽ ví dụ nhá. Đây các bạn sẽ gọi, mà gọi cho mình cái show message 3 này. Ok chưa? Rồi, ở đây các bạn truyền cho mình thằng view vào đây. Đó, sau đó các bạn lại truyền view vào đây nữa. Ok, rồi. Thì cái thằng show message 3 này thì đây chúng ta đang xử lý như thế nào? Đây chúng ta cũng lốc ra thằng message như thế này. Đúng chưa? Thì các bạn có thể đổi đi. Đây ví dụ như là ZE message 3 đi. Đúng không? Xem nó có hoạt động hay không, đúng không? Các bạn build lại. Đó, bây giờ thì thay vì là chúng ta chỉ có một tham số thôi, thì đây mình sẽ có một tham số nữa, đó là tham số view. Nếu như mà các bạn cần xử lý cái gì đến cái thằng view chẳng hạn, đúng không? Đây, các bạn đợi mình một chút. Ok, vậy là nó build xong đúng không? Đây mình sẽ bật lốc lên này. Đây mình ấn này. Đấy, ZE ở message 3. Ok. Đơn giản đúng không? Rồi tiếp theo đây, trong trường hợp mà chúng ta cần truyền một cái object làm param đúng không? Ok, đây mình sẽ viết một cái hàm show message 4, đúng chưa? Đây bây giờ thì mình sẽ có một cái tham số, đó chính là một cái object user. À đây, chúng ta có user chưa nhỉ? Đây đây đây, user view model đây, đúng chưa? Chúng ta truyền thẳng cái thằng user view model vào trong này. Đó, sau đó thì mình sẽ lốc ra cái gì? Đây, cái user model.get name.
cộng đúng không, cách ra cộng user view model chấm get address. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ làm như thế nào? Thì đấy, các bạn vào trong thằng này thì các bạn thay đổi cái hàm này là 4, đúng chưa? Cái thằng 4 này thì các bạn thấy rằng các bạn xác định tham số của nó. Tham số ở đây thì chúng ta có một cái thằng gọi là user view model. Thì đầu tiên là các bạn xóa thằng này đi này, đúng không? Thằng này đi này. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cần truyền một cái thằng user view model vào trong này, đúng không? Thì các bạn lên trên này các bạn khai báo thôi. Đây, ở trong cái thẻ data này các bạn hoàn toàn có thể khai báo nhiều cái thằng variable nhá, chứ không phải là chỉ có một thằng. Đây mình ví dụ nha, các bạn khai báo cho mình thêm một thằng nữa, có tên nó là user view model thiếu chữ view, đúng không? Ok chưa? Cái kiểu của nó chính là cái thằng user view model. Các bạn giữ control, các bạn ấn control cách đó, thì nó sẽ gợi ý cho các bạn. Đây các bạn chọn đến đúng thằng này, đây đúng chưa? Rồi sau khi khai báo xong thì các bạn xuống dưới này, các bạn truyền thẳng vào đây user view model đó, đơn giản đúng không? Thì bây giờ các bạn thấy rằng là các bạn đã gán biểu thức rồi, nhưng làm thế nào để cái thằng user view model này có dữ liệu thì các bạn lại phải vào trong cái thằng main activity, đúng không? Chúng ta set activity main building chấm đây set user view model new user view model đây name thì ví dụ như là tin coder đi, address ví dụ như là Hà Nội đi, chấm phải. Ô, tại sao nó lại báo lỗi nhỉ? String đây, các bạn đợi mình một chút để mình kiểm tra lại. À đây là get đúng không? Các bạn để cho là mình đang gọi hàm sai đúng không, mà chúng ta phải gọi set đó. Ok rồi, bên chúng ta sẽ thử build lên xem cái kết quả chúng ta. Bây giờ chúng ta đang gán sự kiện vào một cái button với một cái hàm, và chúng ta truyền vào đây đó là một cái tham số, đó là một cái object. Rồi ok, đây chúng ta sẽ mở log lên, đây chúng ta sẽ click vào button này đó, tin coder Hà Nội. Ok vậy là nó hoạt động hoàn toàn bình thường đúng không? Rồi đó. Còn một cái trường hợp nữa, ví dụ như là đây các bạn kéo xuống này, trường hợp này thì mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đúng không? Trường hợp này thì mình vừa giới thiệu rồi, chúng ta truyền tham số là một cái thằng object vào, mình đã giới thiệu rồi này. Đây là cái trường hợp mà các bạn sử dụng nhiều tham số, nhưng mà ở đây thì tham số đầu tiên nó là một object, tham số thứ hai đó là một cái thằng boolean đúng không? Thì các bạn truyền vào đây thôi. Đây các bạn nhiều tham số thì các bạn sẽ phân cách nhau bởi vì dấu phẩy thôi, đúng không? Rất đơn giản. Đây cái thằng này thì mình cũng đã giới thiệu rồi. Đó. Về cơ bản là mình đã giới thiệu cho các bạn là một số những cái dạng mà các bạn hay gặp nhất khi mà các bạn xử lý sự kiện rồi. Đó. Thì nếu như mà các bạn gặp phải cái trường hợp nào mà các bạn không thực hiện theo cái cách mà cái thằng listener building hướng dẫn như thế này thì các bạn có thể comment dưới mình dưới video. Cái video này chắc là mình tạm dừng ở đây thôi. Mình đã giới thiệu cho các bạn hầu hết rồi đúng không? Đó thì mình rất mong các bạn có thể nắm vững được hai cái cách mà cái thằng data building nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể xử lý cái event, cái sự kiện. Đây, đầu tiên đó là cái thằng method reference, và thằng thứ hai đó là listener building. Thì bản thân mình thì mình hay sử dụng cái cách số 2 hơn, đúng không? Bởi vì là không tham số cũng được mà có tham số cũng được, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đó thì cách trên này thì mình ít sử dụng. Ok, đó thì các bạn có gì không hiểu thì các bạn có thể comment dưới video nhé. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video sau. Nếu như thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like trên video YouTube. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông để có thể thông báo khi mình ra video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.